Trở thành đại biểu Quốc hội trẻ khi mới 24 tuổi, Triệu Thị Huyền, người dân tộc Dao, là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa 14. Triệu Thị Huyền sinh năm 1992, thường trú tại thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, là người dân tộc Dao, là đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa 14. Nghề nghiệp của Huyền là nông dân, nhưng cô có trình độ học vấn là đại học sư phạm, chuyên ngành văn sử. Tốt nghiệp được 2 năm, hiện Huyền đang tham gia các hoạt động tại địa phương như sản xuất kinh tế và đoàn thanh niên. Trao đổi với phóng viên sau khi nhận được thông tin chính thức về việc mình được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14, bà Triệu Thị Huyền đã không giấu được niềm vui, xúc động. Ngay khi biết được thông tin mình trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là lời cảm ơn chân thành tới cử tri, nhân dân, các cơ quan đoàn thể, những người đã tin tưởng, tín nhiệm, dành các lá phiếu để bầu cho tôi. Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi trở thành một đại biểu Quốc hội, khi được nhân dân tín nhiệm, nhưng đây cũng là trách nhiệm vô cùng lớn lao mà cá nhân tôi sẽ cố gắng thực hiện đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Bà Huyền cũng nêu rõ, bản thân bà cũng nhận thức rõ mình sẽ phải rất toàn tâm toàn ý, dành sức để thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu, trở thành cầu nối vững chắc truyền tải ý kiến của người dân đến cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Nói về lý do đã thôi thúc mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội, bà Huyền cho hay, đó chính là do tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và mong muốn cống hiến cho nhân dân, cho đất nước. Lý do thôi thúc hơn cả, đó là tôi mong muốn mang sức trẻ, nhiệt huyết của mình để phục vụ cho quê hương đất nước ngày càng phát triển. Khi ra ứng cử đại biểu Quốc hội, sẽ mang được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân truyền tải tới Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng, từ đó góp phần thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân. Bà Huyền cho biết thêm, chính sự ủng hộ giúp đỡ của gia đình, người thân, bạn bè cũng đã góp phần giúp bà rất nhiều trong thời gian qua. Trước câu hỏi, trở thành đại biểu Quốc hội trẻ nhất từ trước đến nay, về để bước vào nhiệm kỳ 5 năm sắp tới, bà đã chuẩn bị hành trang gì? Bà Huyền cho biết, với 4 kiến thức thực tiễn tôi đã tìm hiểu ở địa phương cũng như các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe, tiếp thu và xây dựng những chương trình hành động cụ thể. Bà Huyền cũng chia sẻ với một số ý kiến bày tỏ lo ngại về tuổi trẻ hay sự thiếu kinh nghiệm sẽ gây khó khăn trong việc thực thi nhiệm vụ là đại biểu Quốc hội của mình. Bản thân tôi là đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nên cũng có một số ý kiến lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm thực tế cuộc sống. Theo tôi, là một người trẻ tuổi, mặc dù kinh nghiệm thực tế cuộc sống còn chưa phong phú, nhưng với sức trẻ, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, nâng cao trình độ, năng lực, đặc biệt là lòng nhiệt huyết, tận tâm với công việc thì chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.